Không. Ba cái này là... Cô lượng ra uống quốc rồi, chồng bảo lắm rồi, chú ơi.
anh nhắn lại cho anh tỷ vậy nè. Tạm
ngồi đi, em ngồi đi. Đây quá vậy, anh em nản hết trơn. Okay.
Vậy? Từ ngày gặp ba. Vô đề anh. Điện trước vậy để đoàn kết cầm quê. Ông nói dở lắm. Ăn lúc luôn. Đá được mấy trận? Vậy? Mày đá được mấy trận? Chặn mày bữa hả? Chặn anh bữa không? Đừng chặn hả? Giữa không? Đúng rồi, không? Mày mày nào đi BVF? Không về à? Anh về là còn kia là Vũng Hôn, đi BVF. Vợ chuyển về Sài Gòn chụp chính. Đó, vợ rất da. Thằng La nó điên vậy hả? Anh nói. Anh nói rồi. Anh nói đâu rồi, đi chơi. La 2K3 hả? Ừ. Ý đâu có 2K3. Tư cặt vụ tao. Tao có nói là bài. Cái bèn cản thì ghê. Đá giải 18 kia anh cái đường không sắc. Không, ảnh chụp có mấy trận ấy à, còn mấy trận kia cho nhiều chụp. Nhiều luôn, đúng không đó đó. Anh chụp mấy trận nào mà chín đó không? Chụp mấy trận nào mà mạnh á, mấy trận nào yếu đưa cho nhiều. Đi tiền xe với Minh Trung trả à? Mấy người mấy đội rồi. Yeah. Mấy người mấy đội rồi. Đây. Mấy u á. Hai u. Cài không được đá u nè. Cài không đá rồi anh chơi xấu không? Quà wow, không ném máu không? Lớn ngoài gặp mặt sợ. Làm gì sợ? Tao không sợ anh cay. Tại chúng ta tách cho hai đội, đá một đội chứ. Sao? Tách, nên ta tách hai đội. Đội Lăng Tử. Ừ. Đội ta đội Lăng Tử là một. Biết gì đó anh đội rồi quay.
giờ hai đội bét kìa. Đội mày có trận du lịch rồi. Chưa chắc. Còn Phan Thị Gàng. Gàng giá chẳng sao, Phan Thị Gàng nó thua. Đá đỡ đau nè. Ráng cầm mình. Ráng ăn một quầy nữa là bên em khỏe ra. Trận sau gặp nó là Chủ nhật. Anh đá trận đầu 9 giờ hay 10, 10 giờ, 10 giờ. Anh đá 9 giờ. Đó 10 giờ đó. Sớm xin vô đá rồi. Messi. Sao em xin vô đá đi. Cái này có đá giải gì không? À, có đá giải gì không? Giải gì? Được hạng mấy? Nay không có mèn u đó số 8 mà. Em số 8 không? Được B VS Bắc không đi. Về. Yeah. Một lần lâu rồi. Được tới giờ lên Việt Nam cũng nhiều tuổi. Không biết nữa, cả 2 mét. La giờ mới cười quá. Trời trời. Thầy đó thì dạy thể dục đó. Dạ. Thầy mèo mới đã vô đó, số 11. Thằng này dẫn ta đi đá một cái đồng.
số 4 Hoàng Giang. Anh số 4 Hoàng Giang. Biết không? Cầm bay cho nó gãy tay. Có mấy trái trái đó chụp bình thường. Đồ. Đồ cũng dễ. Gracias.